phí giữa này thì nó cũng làm cho cái bình hoa chúng ta nó nhẹ nhàng hơn. Okay. Em có đây. Đấy thì với những cái hoa này chúng ta cũng điểm nhẹ nhàng vào các cái vị trí giữa trống, các cái chỗ nào trống thì chúng ta điểm lại. Đấy à, khi điểm với Masalem này thì có một cái điểm khó, đó là cái cành của nó thì nhỏ nhắn đúng không ạ, à, nhưng mà cái hoa thì nó lại quay mỗi một chiều, mỗi cành một hướng. Thế thì khi mà chúng ta điểm thì cứ thấy cái cành nào thừa chúng ta tức là chúng ta đừng tham quá, tức là cứ như thế này, chúng ta cứ thấy chúng ta để vào thì đến lúc để vào cái cành này là cành thừa đúng không ạ, tức là mỗi cái cành nó đi một hướng thì nó lại tự nó lại làm vỡ đi cái không gian ở bên trong, do vậy thừa chúng ta cắt bỏ đừng tiếc. Đấy là cái bình hoa to như thế này, đương nhiên là sau thì chúng ta cắm những cái bình hoa nhỏ hơn đúng không ạ. Chúng ta là phù hợp với cái nơi mình đã đặt đấy. Cái này là ở cái phòng lớn thì mới đặt được cái bình này. Ví dụ cái bàn của nước thì chúng ta mà nó bé quá thì đặt cái này thì nó lại chiếm diện tích. Đặt xuống đất được. Hoặc là có những cái chỗ mà cái nhà nó có sảnh lớn ấy, thì chúng ta cắm cái kiểu này, chúng ta cắm cái tròn thì nhìn được ở khắp nơi. À, trong thực tế thì người ta cũng có thể sử dụng nếu nhiều cành hoa này, người ta cũng điểm theo vào cái vị trí giữa này, tức là lấy chính cái hoa này để mà đưa vào các vị trí giữa của các bông hoa này. Tức là để đúng cái phần đầu này lên không? Cắm hai loại cắm này, bên này có hoa gì thì ta sẽ sử dụng hoa đó. Sử dụng như thế nào thì lại phải có cái cách. Vâng. Đấy là với cái bình hoa thứ nhất. Bây giờ chúng ta sang với cái bình hoa thứ hai.